Con chào cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Hữu Phước. Năm nay con 13 tuổi, con học lớp 7 trường Trung học cơ sở Yên Mạc. Và hôm nay con sẽ thuyết trình bài Chú Khỉ Thông Minh. Thì có hiểu con có những nhân vật quỷ này, viên đá này, hàng rào này, nặng này, quả chuối này, tốc độ khung hình này, với cả level bàn chơi này. Còn cái này thì con cũng chả biết. Một chút nữa thôi. Không. Không phải là chút nữa. Về nhân vật khỉ thì khi ấn vào là cơ xanh chúng ta sẽ đi dưới chỗ x bằng 0 và y bằng âm 140. Nếu liên tục nếu rồi con cho câu lệnh liên tục và cho thêm câu lệnh nếu thì bằng rồi. Còn nhân vật của còn đây là câu lệnh của nhân vật quả chuối. Khi ấn vào bắt đầu thì sẽ đặt điểm về không, đặt đặt màn màn chơi về không. Còn câu lệnh quả chuối, định nghĩa của câu lệnh quả chuối là hiển thị đến đi đến một điểm x ngẫu nhân từ 200 âm 240 đến 240. Và con đặt một lượng y bằng 119. Đợi cho đến khi chạm vào viên đá. Từ con cho thêm câu lệnh lặp lại một lần bắt đầu thanh chuyển hiệu ứng thay đổi hiệu ứng ba bằng 100 được đổi thay điểm bằng một lượng bằng một đặt màn chơi bằng hai. Còn tất cả các câu lệnh còn lại đều tương tự như vậy. Nếu điểm bằng 5 thì phát tin thắng rồi này. Rồi mình cũng bật nào đi. Rồi đến với câu lệnh bài thuyết trình của con đến đây là kết thúc. Cảm ơn cô và tất cả mọi người đã nghe. Không chả biết đâu, chả biết là có đúng không.